Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với chương trình UMC Podcast và chương trình sẽ được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối 2-6 trên fanpage YouTube và website của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, trên tay Minh Khuê đây là những lá thư của những người bệnh đã gửi đến Bệnh viện Đại học Y Dược. Và Minh Khuê xin được chia sẻ một lá thư. Thư của người bệnh gửi đến khoa chấn thương chỉnh hình bằng một bài thơ rất là dễ thương. Lần đầu tôi vào bệnh viện, sạch, đẹp và chất lượng cao, nhân viên ân cần, chu đáo, y và bác sĩ tận tình. Lần đầu tôi vào bệnh viện là người bệnh tuổi 80, phẫu thuật để thay khớp gối, ca mổ thành công tuyệt vời. Tuy con cháu ở xa xôi, tôi vẫn yên tâm điều trị, mỗi ngày luyện từng bước đi, đứng, ngồi, ngủ, ăn, hít thở. Tuổi già tôi không thể nhớ tên từng y bác sĩ nhân viên. Trong lòng tôi luôn biết ơn đến từng người một. Bệnh viện Đại học Y Dược, an toàn, hiệu quả, vững bền. Gia đình tôi khắc trong tim, tấm lòng lương y từ mẫu, Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, và bài thơ thì không quá cầu kỳ, nhưng mà đây cũng là tấm lòng của người bạn đã gửi đến các y bác sĩ của khoa chấn thương chỉnh hình cũng như là Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và cảm ơn lá thư của người bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.